tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Lại là Hạnh Phương đây. Và ngày hôm nay thì rất là vui mừng, Hạnh Phương đang có mặt tại chỗ phòng khách của nhà Văn Lâm ở Phú Xuyên, Hà Nội, để tiếp tục lên sóng một bộ dàn âm thanh siêu VIP với mức đầu tư khá hợp lý. Và trong thời điểm này thì anh Vương đang chạy chương trình tri ân khách hàng, cho nên là tất cả những bộ cấu hình âm thanh trong thời điểm này đều được lên với cấu hình rất là hợp lý về giá thành. Với mức đầu tư của bộ combo ngày hôm nay chỉ có 32.500.000 đồng thôi. Em nghĩ rằng là cũng nhiều bác chơi âm thanh đầu tư cao hơn nhưng mà vẫn chưa tìm được phương án chơi cho nó chuẩn, cho nên là các bác vẫn tìm đến những cái dòng loa Trung Quốc. Nhưng mà khi các bác nghe những bộ loa Mỹ với cấu hình âm thanh chỉ có 32.500.000 đồng ngày hôm nay thì các bác mới cảm nhận được là loa Mỹ thực sự nó đáng để chơi và đáng để chúng ta sưu tầm. Thì bác Lâm, bác cũng nói là với cái mức đầu tư này, bác cũng mong muốn anh Phương là tìm cho bác một bộ dàn âm thanh chuẩn, hay và đặc biệt là nó đẹp. Thì anh Phương tư vấn cho bác một combo có đầy đủ cả súp. Ngày hôm nay anh Phương đang sử dụng quả súp TD Bass 40 kết hợp với một đôi loa full hàng Mỹ nòi. Đó chính là dòng loa JBL 212 với Bass 30 và dòng loa chép kèn. Dòng này thì đặc điểm của nó là lời ca của nó cực kỳ trong sáng, nhẹ nhàng. Có thể là nó hơi ít bass nếu chúng ta không dùng loa full, nhưng vẫn đủ để cho các bác được chơi đầy đủ. Và tư vấn thêm là anh Phương ghép một con đẩy QSC với công suất của nó là 1000W cho một kênh, dòng đẩy 4 kênh với 2 kênh 1-2 Phương đang setup để đánh hai quả loa full và kênh 3-4 được dồn kênh để đánh quả súp với một con vang số X6 đầy thông minh và cực kỳ linh hoạt. Chắc chắn rằng là với những con vang số được anh Phương cử kỹ thuật đo đạc setup tại nhà với 4 chế độ hoặc 6 chế độ HK và nghe nhạc khác nhau, chúng ta chắc chắn rằng là dù đôi tai khó tính đến mấy, dù là chúng ta có đầu tư bộ cấu hình âm thanh không nhiều tiền thì chúng ta vẫn được một bộ dàn âm thanh hoàn chỉnh và cực kỳ hay. Cái kỹ thuật anh Phương vẫn đánh giá với các bác là gì? Nó chiếm 40% cái giá trị của dàn máy. Cho nên là anh Phương rất là quan trọng và đề cao cái việc là cân chỉnh đo đạc cái bộ cấu hình âm thanh tại phòng khách với bán kính 150 km quay đầu. Và ngày hôm nay thì anh Phương liên tục lên sóng khoảng độ 3 bộ dàn, trong đó có một bộ dàn nữa ở bên Thanh Oai, Hà Nội. Các bác sẽ được xem video sau. Đấy. Một bộ mic Behr vỉ tím. Đấy, một bộ mic Behr vỉ tím để chúng ta có một bộ dàn âm thanh hát hay và nghe nhạc tốt. Mời các bác hãy cùng trải nghiệm với anh Phương cái bộ dàn này. Và một lần nữa thay mặt trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời cảm ơn chú Văn Lâm, gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi kênh sóng của anh Phương. Và chắc chắn rằng là khi mà mua hàng của anh Phương thì chúng ta hoàn toàn kê cao đầu để yên tâm nghỉ ngơi và hưởng thụ. Đấy, cái quan trọng nhất là mua loa Mỹ thì nhiều bác là đắn đo và lo nhất là cái việc mà bỏ tiền ra mua lại không mua được loa đẹp và loa zin. Loa Mỹ nó chỉ có giá trị và chỉ hay khi nó còn zin, nếu mà nó còn không zin thì có khi nó cũng không cả bằng loa Trung Quốc. Cho nên là các bác nhớ là lựa chọn cái đơn vị phân phối cho nó phù hợp để chúng ta có thể có mua được những cái đôi loa Mỹ nó chuẩn chỉ và cam kết bao zin trọn đời. Và đặc biệt hơn nữa là chú ý cho em về cái mặt kỹ thuật để chúng ta có một bộ dàn âm thanh hoàn chỉnh, hay, đầy đủ, không thừa, không thiếu. Anh Vương nhấn mạnh là không cần thừa và cũng không thiếu. Có vang số rồi, có loa hay, có súp xịn rồi, có đầy 4 kênh rồi, có mic rồi. Những thiết bị phụ trợ theo thứ tự ưu tiên sau nữa, đó là chúng ta có tiền thì đầu tư thêm, còn không có tiền thì không cần đầu tư cũng được. Đó chính là một con lọc này, rồi là một con quản lý nguồn này, rồi là một bộ pin sạc này. Với ba thiết bị đấy là ba thiết bị có thể gọi là cần. Đấy, cần nhưng mà nó là thứ tự ưu tiên về sau. Còn bộ dàn như thế này thì chúng ta chỉ cần dùng điều khiển, chúng ta bấm chuyển đổi chế độ 1, 2, 3, 4, 5, 6 để chuyển đổi từ chế độ hát karaoke sang chế độ nghe nhạc chuyên sâu. Chúng ta không cần phải can thiệp chỉnh gì ở trên dàn máy nữa các bác nhé. Và đặc biệt là vang số nó chống hú rất tốt, tránh cho cái việc là chúng ta bị hú, bị rít để trên loa các bác. Cho nên là các bác nhớ cho em là bây giờ thời đại này chúng ta tiến lên rồi, chúng ta dùng cái con vang số để chúng ta có cái dòng sản phẩm nó xử lý tốt. Bởi vì vang số nó chính là cái bộ não của dàn âm thanh. Nó giống như con chip ở trong cái bộ dàn vi tính ấy các bạn. Con chip mà nó mạnh thì nó xử lý nhanh, nó tính toán nhanh. Còn nếu như máy mà sử dụng con chip cổ thì đương nhiên nó sẽ chậm. Thì tương tự như vậy, dàn máy nó có hay hay không, nó ở con vang số các bạn.
con vang số mà chỉnh tốt và hay thì nó sẽ rất là hay. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng vang cơ thì đương nhiên cái tỷ lệ chống rít nó kém hơn, nó có thể ảnh hưởng đến loa các bác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Số máy của em là 0971998555, địa chỉ của em là An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Xin cảm ơn và tạm biệt các bác.